Xin chào tất cả bạn. Và sau khi mà chúng ta dùng cái máy rửa mặt Lumisa Spa xong ấy, là nó đã làm sạch khuôn mặt của mình rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái máy Galvanic Spa này. Thì cái máy này đó thì nó cũng có hai cái đầu, hai cái loại gel. Thứ nhất đó là gel trắng, thứ hai là gel xanh. Gel trắng này ấy, thì nó có chức năng đó là làm sạch sâu từ bên trong luôn. Còn cái gel xanh này đó là những cái tinh chất, những cái dưỡng chất nó đưa vào trong để nó tái tạo về cái collagen và tái tạo về cái tế bào da của mình ấy. Thì lúc đó làm cho da của mình nó căng hơn, sáng hơn, bóng hơn và mịn hơn và nó đầy sức sống hơn. Thì đó là cái này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái này xịt vào đây. Ok các bạn, xịt một chút xíu ha. Sau đó đó thì mình sẽ dùng cái gel này. Thì mình nặn lên đây này. Đó. Chúng ta chỉ cần giật một cái à, rồi sau đó chúng ta nặn lên. Đó, chúng ta nặn đều lên nhé các bạn. Rồi. Ok. Một cái lọ này chúng ta dùng khoảng được 2 đến 3 lần. Đó. Thường là tốt nhất là 2 lần, chúng ta đừng nên tiết kiệm quá. Sau đó bây giờ chúng ta xịt lên khuôn mặt mình này. Và sau đó chúng ta xịt ở mấy cái bàn tay của mình luôn. Bàn tay chúng ta cần phải ướt nha. Bàn tay chúng ta phải ướt. Sau đó đó là chúng ta sẽ cầm ở bên sau này, đó là cái mặt điện đây nhé các bạn, mặt kim loại đây này, chúng ta để đây. Sau đó tay của chúng ta luôn giữ như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm ở đây thì có nút số 1 à, thì bấm một cái là nó hiện lên số 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chạy. Thì khi chạy là chúng ta đây, bây giờ mình chạy đều trên mặt trước đã. Mình cầm cái tay này nó hơi ngược một chút nhưng không sao. Rồi mình đổi cái tay trước. Thì đây là mình sẽ thoa kem đều một chút xíu nào. Đấy các bạn thấy này, nếu mà không có dòng điện ấy, là nó nhấp nháy liền. Mình lúc nãy là mình xịt lộn cái tay nên là nó hơi ấy một chút. Rồi mà ok. Rồi bây giờ chúng ta luôn cầm này. Chúng ta luôn cầm để cái tay của chúng ta ướt nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chạy đều nhớ nhá, cái máy này nó luôn cần phải chạy đều trên mặt nha, không được tách ra khỏi khuôn mặt. Đấy thì muốn nâng cơ thì chúng ta cứ đẩy dưới đẩy lên như thế này. Đấy nó kêu tít tít như vậy có nghĩa là đã đúng rồi đó. Ví dụ như ở cái khóe mắt này này, các bạn biết là ví dụ như chúng ta thường là da mình nó nhăn á, cái khóe mắt này thì chúng ta miết lên. Đó. Chúng ta đẩy lên nhé các bạn. Đẩy lên. Đó, chúng ta đẩy lên. Chúng ta nhớ nhé, nó luôn phải giữ đều như thế này. Đấy, chỗ nào vùng nào nhăn á thì chúng ta đẩy đều như thế này để nó làm sạch. Các bạn biết là mình đầu trọc nên là gần như nó chạy phải lên rất là nhiều vị trí luôn. Đấy, thì đây là đã xong cái bước đầu tiên. Là nó kêu tí ba cái liên hồi như vậy. Thì có nghĩa là đã chạy xong. Đó, sau khi chạy xong rồi á thì mình sẽ rửa cái này các bạn thấy này. Dù lúc nãy rửa mặt rồi đúng không? Nhưng chạy này, nó vẫn dơ thôi. Vẫn dơ thì bây giờ mình sẽ rửa mặt đã. Bởi vì máy này là một tuần mình mới chạy một lần. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa cái đầu máy ra ha. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ nặn cái gel xanh này vào.
Rồi, gieo xanh này á thì mình cũng nặn lên trên này luôn. Cũng nhớ nhá, bây giờ gieo xanh á thì chúng ta sẽ nhớ là bấm sang số 2 này. Đó, số 2. Rồi chúng ta bấm lên. Đưa keo đều vô đây. Khoảng 1/3 cái này. Đó, mặt người nào lớn. Đây mình đang đi đều. Đây là bây giờ cái bước này là bước mà chúng ta đưa dược chất vào trong máy đó các bạn. Đấy, chúng ta đẩy lên nhé các bạn, đặc biệt là khóe mắt này chúng ta cần phải đẩy cho nó để giảm nếp nhăn. Cái nơi nào mà chúng ta bị nhăn nhiều á chúng ta đưa dưỡng chất vô nhé. Đó. Cần thấy sát là da của mình không? Nó là căng mịn luôn. Mà đây là da đàn ông nhé các bạn. Những chị em mà chúng ta mua máy này về dùng này, mà đẹp quá thì nhớ tặng mình ly cà phê nhé. Đó. Mà chúng ta muốn có sứ mệnh đó là giúp cho nhiều chị em phụ nữ trẻ khỏe đẹp thì hợp tác kinh doanh cùng với Linh. Đó. Trẻ khỏe đẹp và hạnh phúc nữa. Nhớ làm cái khóe này này. Ở đây. Cái miệng của mình. Đấy. Nó tít 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 như vậy có nghĩa là đã xong. Đấy. Là mình đã xong về cái chạy mặt nha các bạn. Thì ở đây là mình đã xong và mình tắt máy này. Thì ở đây đó là mình đã làm xong cái bước đó là đưa dưỡng chất vào cái khuôn mặt của mình rồi. À, thì có hai cái lọ, nhớ nha các bạn. Thứ nhất đó là gel trắng nó làm sạch sâu, gel xanh thì nó đưa vào dưỡng chất, và một lọ như thế này á chúng ta dùng khoảng 2 lần là tốt nhất, nhưng nếu mà mặt khuôn mặt chúng ta nhỏ thì chúng ta có thể dùng được 3 lần. Thì bây giờ mình sẽ rửa khuôn mặt của mình trước đã. Để mình lấy cái bông tẩy trang. Chúng ta thấy camera quay sát thấy da bây giờ nó khác biệt chưa? Nó trắng hơn, nó sáng hơn lúc nãy rất là nhiều đúng không ạ? Ok, chúng ta thấy làn da này, quay sát thôi. Đó.
chúng ta thấy da nó đã sáng hơn, đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ một bước nữa để da chúng ta thực sự á, ngày mai sáng ngày mai chúng ta tỉnh dậy nó rất là đẹp, đó là chúng ta dùng dưỡng chất. Đó, lát nữa mình sẽ quay một cái video hướng dẫn chúng ta dùng dưỡng chất. Trước khi chúng ta có bước dùng dưỡng chất đó thì chúng ta sẽ dùng một cái, đó là đắp mặt nạ khoảng 20 phút. Rồi xin mời các bạn chúng ta sẽ xem video kế tiếp về đắp mặt nạ.